lên đi, lên đi. Rồi trời. Gì hả? Xuống được mà tôi lên không được. Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bầu bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông ngược bất anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Chị ông bầu bác ơi, trả lời khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi có quan du và tìm kiếm những cái tâm linh quyền bí, và tìm những cái đạo sĩ tu lâu năm trong hang hay là bất cứ ở đâu thì không được siêu thoát, Lâm Đại giúp họ siêu thoát nha. Thì hôm nay Nghi Tâm lại xuất hiện. Nghi Tâm chào cả nhà đi con. Dạ, Nghi Tâm xin chào anh chị em và các cô bác ạ. Bây giờ thì cho mình di chuyển vào bên đây. Lúc trước thầy đi cùng mình. Dạ. Ở đây có hiện tượng rất là lạ và trong cái hang này không biết có gì không. Thì bây giờ thầy cho mình di chuyển vào bên đây để coi gặp cái dòng. Nếu mà gặp dòng thì mình giúp đỡ họ nha. Dạ. Đây khu rừng hoang vắng ở trên núi đó. Cái này là ở trên núi đó ông bà con bác ơi. Ông không có nói là núi nào nha. Rồi, di chuyển thôi nha. Ở trong cái hang này nè. Trong cái hang này nè con. Còn là cái dòng mà con cảm âm, con cảm biến được. Bỏ nó ra ở đây không nha. Ông thấy cái hang bên này. Rất là âm u. Đây có cái hang hơn hang bà con ơi. Hang này không có gì, không có gì thì thôi. Thầy bên đây nè. Xong rồi bỏ mẹ thầy trong cái hang này nè. Xin chào, có ai đây không? Thấy gì đâu ta? Cái này không có đâu. Mình đi sâu vào chút nữa hả? Dạ. Dạ. Con mới có ngủ nghỉ ở đây nó có không? Dạ, Nghi Tâm, theo như Nghi Tâm, cảm giác của Nghi Tâm là có âm khí rất mạnh ạ. Đây có cái hang đây. Xin chào. Chưa hỏi ai đó. Trời. Có âm thanh nè sư phụ. Hết hồn. Để mình đặt cái máy rồi mình đi ấy rồi. Này. Cùng đi ra ngoài đó trước đi. Đi. Ôi da. Người ta mà tìm một vị trí nào. Thì đặt cái máy rồi. Ôi. Này có dòng người ta ha. Thì tâm hay quá vậy trời. Nghe một cái âm thanh dây gợn quá. Ai? Nghe. Ta đọc ơi. Ôi, nghe âm thanh dây gợn quá sư phụ ơi. Ai tới khu vực của ta chi? Con hỏi ai đấy hả? À? Con thấy gì không vậy tâm? Nghe dạo một âm thanh ghê gợn lắm sư phụ. Nghe mà không thấy tiếng đâu hả? Nghe tiếng mà chưa thấy người hả? Ồ, để thầy qua đó coi. Để thầy kiếm thầy coi. Để chỗ nào vậy? Con kiếm cho nào con ngồi im đi. Dạ. Ngồi im chỗ đi. Dạ. Kìa bên kia kìa. Ừ, con thấy rồi. Bên đó ngồi kìa. Dạ, con thấy rồi. Đi qua đó đi. Đâu? Dạ. Thấy đâu. Có bóng đi ghê quá. Ui, trời. Ui. Ui. Để thầy lấy. Thầy lấy cái máy lại coi. Dạ. Từ lại lấy cái máy lại. Xin chào. Chưa có hỏi người ở trên đó là ai? Hồi pháp sư. Pháp sư hả? Pháp sư đi giúp đỡ những cái giúp đỡ những vong linh đó khác á. Ông có phải quỷ không? Pháp sư bây giờ sư Ôi trời kìa. Kìa kìa ông bảo ơi. Tôi đi kiếm vong linh này tôi giúp đỡ, ông có phải vong linh không? Hả?
kìa. Bóng trắng trắng kìa. Bóng trắng luôn, nhìn vui quá. Có cần giúp đỡ gì không? Có. Gì hả? Pháp sư, tôi là cái hồn rồi. Có lên đây được không? Pháp sư, ông làm cái... ông có làm cái thịt triệu hồn để tôi lên, tôi ta rồi chuyển với ông pháp sư. Tôi làm cho ông cái hồn ông vừa đi luôn chứ không phải lên luôn á. Hay, con cầm máy đi con. Dạ. Tâm cầm máy được. Dạ. Thôi nha, dạ. Thầy em đây cái. Dạ. Thầy có thấy không? Ở dưới đây nè. Ôi trời ơi, khó khăn như ta. Đây, để thầy ngồi dưới đây, thầy làm vị trí cho ông lên đi. Nam mô thần đá các chư vị chư thần nam mô và rồi hỗ trợ con tất cả chúng mình. Ủa giúp chào. Lên đi. Lên đi. Rồi trời. Gì hả? Xuống được mà tôi lên không được. Dạ. Cái này là thời gian nó cao rồi. Gì hả? Anh được không? Được rồi, lên khỏi dư phủ rồi. Này, này, này. Cái kẹo quỷ à. Ê, lên đi, lên đi, lên đi. Hết trò mới trời. Ê, hãy cho mình nhéo ở đây chống lên đi. Con hơi sợ mình á. Ngon, pháp sư. Rồi, biết rồi. Lên đi đi. Mà thật tôi mới lên được. Hả? Lên được rồi đó. Đó, kìa, hết rồi. Ngon nè. Pháp sư hả? Phương nào tới đây? Tôi hả? Phương nào cũng được hết trơn. Ê, trời, trắng bạch vậy trời. Trắng bạch mà đâu, tóc dài thọt hình như. Ai Di Đà Phật. Dạ, Ai Di Đà Phật. Pháp sư. Trời, trời ơi. Giờ mình ngồi đâu mình trò chuyện đây. Rồi, ngồi dưới đây nè. Ông Quỷ ơi, ngồi dưới đây nè, ông Quỷ ơi. Ủa dạ. Để sư phụ đặt cái máy đây nè con. Xuống đây mình ngồi trò chuyện với Quỷ nè. Tới đây có việc chi không? À, tới đây giúp đỡ dùng lên đó. Có cần giúp không? Tôi ẩn tu ở đây. Gì hả? Bao lâu rồi? Xuống dưới. Tôi ngồi tôi tu. Gì hả? Đi tâm qua đây nè con. Đây đi. Chết quá tôi không có gì dùng. Không vui. Vậy hả? Tôi bỏ xác ở dưới đó luôn. Ồ. Ủa da. Chỗ này chật chội quá. Thì thăm con ngồi quỳ đi nè. Hả? Ông Quỷ ở đây tu hả làm gì? Tu. Rồi. Nghi Tâm xin chào ạ. Ồ. Chào cô. Có cần ở đây vậy mình nè. Có đối khác gì không? Có cần giúp đỡ gì không? Tại sao mà ở dưới cái hang đó vậy? Tôi... rất là đói. Vì cái đói quá tôi mới chết. Vậy là làm cái thịt cho cái mít này nó thành một cái hồn để mà đeo cái mít được cái trong nha. Đây nè, không ai có thể đeo vô. Sao không thấy mặt mũi đâu trên cái tủi rồi vậy? Hai cho thành trong hồn á thì để tôi đoán thử coi có phải con hỏi ra tên nếu ông này tên gì và nhiêu tuổi à? Tôi lớn tuổi lắm rồi. Lớn lắm rồi hả? Lớn là nhiêu tuổi rồi? Từ lúc mất đi tới giờ 80 tuổi rồi. À vậy hả? Mất cái tiền rồi gì 80 tuổi gì đi quần chú ha. Đi thầy chú trong ơi, đây rồi đây, thầy ngồi dưới đây đi. Được rồi chú trong ở đây mình chúc mình chưa mất á thành trong á lần con đoán có phải không phải ở đây mình tu không ở đây mình tu thiền hay gì à là sao kể có nghe được không?
Tôi tự tôi tu. À vậy hả? Tôi cũng không biết tu thiền hay tu gì. Tôi là tôi ẩn tu ở trong đây. Ẩn tu mình tu đi bao nhiêu năm rồi chú? Tôi này tính tới giờ 80 tuổi rồi. Là tính từ hồi mất, tính cái tuổi mất luôn đúng không? Hay sao? Tính lúc mà cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ 80 tuổi. Tôi tu là 60 năm nay rồi. 60 năm, nghĩa là khi mà sanh ra thì 20 tuổi. Thì học đầu là mình đi theo con đường tu rồi. Đúng rồi. À, tu 60 năm. À, tu trước tu đó mình tu ở chùa ở miếu hay là lúc mà còn nhỏ thì lên biết chỗ này tu là ẩn danh ở đây luôn. Chú kể con nghe đã, cuộc đời của chú tu được rồi làm sao thế nào mà tới đây rồi chết luôn mà, chú kể đi. Tôi không có theo cái đạo nào hết. Dạ. Tôi là cái đạo tự, tôi cái đạo tự do. Không có theo bên Phật giáo, cũng không theo bên Hòa Hảo. Dạ. Cũng không theo Thiên Chúa, cũng không theo Tin Lành. Cũng không theo Bửu Sơn gì hơn. Nói chung là tự tu không theo đạo nào trơn á. Rồi, vậy đi không. Tôi là tôi tự tu. Rồi tự tu là trước đó mình học thầy hay là có học chút đỉnh gì không? Không tự học tu luôn. Không học ai hết. Sao mà ý ra cũng phải cũng có người dẫn đường cho mình nhẹ nhẹ chút xíu. Rồi mình bước tiếp á, tức như là người ta dẫn mình đi khoảng một bước hai bước gì đó, xong rồi cái đó là mình biết được rồi, là mình tự mình đi. Thấy không? Chắc cũng phải có, vì khi chú lâu quá rồi chú quên sao con nghe đâu. Dạ. Tôi bắt chước theo cái ông Phật. Sư phụ qua đây đi. Sư phụ qua đây đi. Đệ tử tốt quá. Thấy đệ tử tôi dễ thương không? Tôi bắt chước theo cái ông Phật Thích Ca đó, ông Pháp Sư. À, vậy hả? Ông tu, nghe nói ông tu 6 năm khổ hạnh chốn rừng già. Tôi cũng chưa có học thầy. Nghe mấy người lớn tuổi lại nói lại có ông Phật Thích Ca, ông tu khổ hạnh. Ngồi cũng ép sát. Không, Phật Thích Ca thì cũng biết á. Đầu tiên là 6 năm khổ hạnh, chú nói đúng rồi. Nhưng mà 6 năm khổ hạnh không được kết quả gì hết trơn. Ở đầu chuyển ngang tu thiền hay là cái gì đó mà của ngài ngộ ra. Ngài tu chưa được năm là đắc đạo. Coi như là cái hành trình tu từ lúc hành đạo cho tới đắc đạo là 7 năm. Đúng không? Tôi học theo cái hạnh khổ hạnh của ông Phật Thích Ca đó. Chứ tôi không có học ông thầy nào khác chứ. Thì tôi nghe nói mấy cái người lớn tuổi hơn tôi nói như vậy đó. Nói là ông Phật Thích Ca ông tìm cái chốn nào mà hẻo lánh vô ông tu khổ hạnh 6 năm. Tôi cũng tính bắt chước là cái gì. Được sao nữa? Thì tôi vô đây là tôi cũng ẩn tu, không có cho ai thấy mình hết trơn. Rồi trong 6 năm nó có cái quá trình nó tu thế nào, ăn rồi sinh hoạt nó như thế nào? Cuối cùng cũng không có sống được Pháp Sư ơi. 60 năm luôn hả? Như là vậy là quá trời giỏi rồi chứ con ha. Dạ. Tu 60 năm luôn. Không phải là tu 60 năm. Tôi tính từ cái lúc mà cha sanh mẹ đẻ tôi ra tới giờ là 80 tuổi. Tôi khoảng thời gian tu không lâu. Cái lúc mà tôi đi lên đây đó, tôi tìm cái hang hẻo lánh này đó. Lúc đó tôi 20 tuổi. Xứ tôi ở xa lắm. Tôi ở bên Cù Lao Ông Hổ. Ồ, có Cù Lao Ông Hổ nữa hả sư phụ? Con chết còn trẻ quá, con không biết đâu. Dạ. Hồi đó con đi chưa hết là con bị chết rồi. Dạ. Đi sao con biết được. Dạ đúng rồi. Ồ. Ê, cái giọng nữa đó. Tôi xin chào. Cái giọng. Bé gái. Dạ. À, nói chuyện với dạ. Với chú chút đi. Để thầy đi kiếm cái nước mình
đây chú uống đi nhé. Dạ, chú mình dạ. Cũng cơm với chú sao? Dạ. Cơm chuyện đi. À, Nghi Tâm xin chào chú ạ. Ừ, chào con. Dạ, đây mát mẻ không? Im không? Nghi Tâm cảm nhận là nơi này rất là mát mẻ. Hàng Chi Lão ở đây quá trời mấy chục năm luôn đúng không? Ở đây hoài vậy đó, cũng không có được gì trơn á. Cũng không có siêu thoát gì được. Tôi chọn cái pháp môn khổ hạnh chắc không có đúng rồi cô ơi. Pháp môn khổ hạnh là 6 năm mà không thành công luôn hả? Nên tôi mới bỏ xác ở đây. Chú nói sao con biết 6 năm? Lúc nãy nào có nói đó mày. Vậy hả? Hỏi lại coi. Đã nói là 6 năm khổ hạnh đó mà chưa thành công á. Nghiệp lão quá, tu khổ hạnh luôn vậy đó. Và sao nữa lão? Tôi chọn sai cái con đường rồi. Dạ. Cô ơi. Dạ. Tôi cũng bắt chước ông Phật. Dạ. Tính là tu theo ông Phật. Nên tôi cũng chưa có học kỹ. Dạ. Mấy ông thầy với mấy bà cô bà đi trước đó. Dạ. Để người ta chỉ cho mình cái pháp môn người ta tu. Mình nghe như vậy cái mình làm theo. Thời gian đầu thì không dầu sao nè. Dỗ. Ừ. Uống miếng nước đi lão. Rồi, cảm ơn. Thì còn làm cái ấn đó, tàn đi rồi chú mới dùng được. Cảm ơn pháp sư nha. Nghe lão tâm sự cũng thấy thương ha, sư phụ ha. Ừ. Tu khổ hạnh 6 năm luôn. Đúng không? Được rồi, cảm ơn pháp sư, để tôi kể tiếp cho cô Nghi Tâm. Dạ, cô Nghi Tâm. Dạ. Nè con nè. Dạ. Một lần gót Nghi Tâm uống làm phép vậy đó mà. Nói chung là cơ dòng cũng làm phép. Dạ, cho Nghi Tâm thêm miếng nữa ạ. Hả? Ngoại. Trời ơi, mai cắn nước dữ rồi. Tại vì cái núi này nó cao quá sư phụ. Trời ơi, nó mai cũng cắn nước. Thôi. Nướng thật lâu năm ta gác con. Phải hồi lúc đó mà tôi học kỹ mấy thầy, quý thầy quý cô đi trước đó. Dạ. Tôi cũng không có vô cái hang đá này mà tôi tu khổ hạnh đâu. Dạ. Kể cho cô nghe. Dạ. Mình nghe nói vậy đó. Nói ông Phật Thích Ca ông tu khổ hạnh. Dạ. 6 năm rồi ông chứng đạo. Dạ. Mình bắt chước làm y vậy. Nhưng mà vô đây không ngờ nó khổ thiệt. Nó khổ thiệt. Nó không khổ thiệt. Nó khổ thiệt. Khổ thiệt luôn. Vô đây là nó khổ đủ thứ khổ cho cô. Dạ. Đâu có an tâm mà tu hành gì. Lớp mũi nó cắn. Dạ. Rồi lớp cái gì nữa? Lớp sợ ma nữa. Sợ rắn. Ôi trời. Rồi ma cũng sợ ma nữa. Ủa lúc đó chưa chết hả? Quên chưa tu mà sao mái vậy? Tôi người tu nhưng mà tôi yếu cũng vía. Thấy ma cũng sợ, có gặp ma nào không? Bằng đêm á. Đêm nó xuất hiện hả? Sao nữa? Sao nữa? Nó nhá chớp. À, trời ghê quá sư phụ ha. Rồi lúc mà trở thành ma rồi nó còn nhát nó không? lúc tôi thành ma thì tôi hết sợ nó rồi. Hết sợ nó cũng sợ. Tôi là bạn nó rồi. À. Nhưng mà lúc mà đang tu là nó chớp nhát hả? Yeah. Lúc tôi mới vô á, cái tâm của tôi nó chưa có vững vàng. Tôi lo sợ tùm lum, lớp sợ đói chết, lớp sợ ma nhát, lớp sợ mũi cắn. Thì cô nghĩ đi, vô cái hang này nè. Chiều cái mũi nó kêu cũng như là sáo thổi. Nhưng mà tôi quyết chí mà tôi tu trong vòng 6 năm đó. Mới có năm đầu là sức khỏe nó yếu dần rồi. Bị mình ép sát mà cô, đâu có đem theo lương thực cũng dự trữ đó. Cũng đâu có đủ để sống. Phải tôi học kỹ cái pháp môn của Đức Phật Thích Ca thì tôi không có mất đi ở tại chỗ này. Tôi cũng bắt chước nhưng mà mình nghiên cứu chưa có kỹ. Ép sát á, mình không có kết quả gì.
Tới giờ tôi chết rồi tôi mới hiểu. Rồi mắc kẹt ở dưới luôn. Cũng hên hôm nay là gặp được thầy Tròn Thủy Tâm là quá tốt rồi ha thầy ha. Ồ, cũng không có hên gì đâu cô ơi. Tôi cũng chết rồi. Nhưng mà nếu như mình lên được thì mình thoải mái hơn. Giống như là họ nói với chú, hồi nay chú nói chú tên gì? Quên à. Kêu tôi là cái ông cư sĩ ẩn danh đi. Thứ mấy? Cư sĩ ẩn danh. Thứ mấy? Tôi ở Cù Lao ông Hổ. Tôi tên Cọp. Tên Cọp. Thôi đâu cơ ơi. Tên Cọp. Tên dữ dằn. Bây giờ ở đây tôi hộ hành. Mà không được cái gì hết trơn. Thí dụ giờ vô già năm đầu thấy khó khăn quá thôi đi. Hoàng tộc mà đi về nhà để nghỉ đâu đi, tôi tại gia ở nhà cháu khỏe. Quyết chí mà pháp sư. Thứ hai năm sau, thứ hai năm, hai năm năm thứ hai đó là sức khỏe nó yếu rồi. Yếu hả? Lớp mũi nó cắn, lớp lúc đó tôi còn sợ ma nữa. Trời đất ơi. Sợ ma luôn. Đúng rồi. Tôi cũng sợ ma. Rồi lão kể kìa, nó chớp chớp nó làm sao vậy lão? Nó hiện ra nguyên hình lừa, nó hù không? Cô có nghe cái câu mà đạo cao ma khảo không? Rồi lão cứ nói à. Có, đó, tôi biết. Sư phụ mà lão kể đi. Sư phụ nghe Tâm biết. Tôi tu mà lên tới cái con số 10 á, thì cái con ma nó khoảng 9:30 vậy đó. Nó cứ theo tôi hoài vậy đó. Thì cái tôi mà lên tới 11 thì nó lên 10:30, nó cứ theo hoài. Người ta kêu bằng đạo cao ma khảo, nó theo nó phá hoài. Nó làm cho mình không thể nào tu được hết sư phụ không? Theo nó phá hoài. Khó lắm cô ơi. Rồi trong vòng 6 năm đó thì tôi tính là 6 năm đó là tôi chết rồi. Thì chết thì rủ xương ở dưới đó đó. Thì từ lúc đó tới giờ tôi cái hồn tôi ở đây hoài. Đâu có tới ai tới đây đâu. Dạ đúng rồi, nơi này quan vô hẻo lánh quá mà. Thì tôi cứ ngồi đó, tôi nằm ở đây tôi chờ đợi hoài vậy đó. 80 năm nay rồi. Cũng có duyên quá ha thầy ha. Có duyên quá được gặp thầy, hai thầy trò mình. Bây giờ thì lão ơi, con là tự giới thiệu cho lão một lần nữa ha. Con là pháp sư nhỏ xíu hồi siêu, là được diện một vài sư thầy tu đắc đạo đó. Hôm nay thầy 100 tuổi rồi, thì truyền phong ấn cũng như giúp đỡ nhân linh, những cái cư sĩ tu sĩ mà trong hang giống vậy nè, thì tu khổ hạnh ép sát không được siêu thoát rồi chết, chết không được siêu thoát ở trong đây. Thì hôm nay con có duyên lành đến đây, con sẽ làm theo ý nguyện của sư phụ con, giúp đỡ những vong linh đối khác và tu khổ hạnh của chú đã mất. Bây giờ chú có muốn mình trở thành một cái hồn ma mà cũng dẫn đi tu được không? Rồi tu xong một thời gian là mình chuyển kiếp trở thành người, sau khi trở thành người mình tu nữa. Ý nguyện chú muốn vậy không? Muốn. Đó. Bây giờ cái ông là ông pháp sư ha? Dạ. Yeah. Rồi. Nói chuyện nghe có lý không? Có lý, tôi ở đây không có ai tới nói tôi câu mà nghe vậy chứ. Hóa trần ngon lành ha. Mà thật cũng có người tới đây. Nhưng mà tao không thấy ha. Nội có ai ở đây không? Có người nào ở đây không? Chứ mà mình tiếng luôn hả? Nội thấy ghét không thể. Tôi không có nghe có cái vong hồn nào ở đây không? Phải mà tôi nghe giống như ông pháp sư nãy ông kêu vậy đó. Là tôi lên tiếng rồi. Tôi đợi 80 năm nay rồi đó. Không có nghe. Hỏi có người, có người. Mà tôi lận trong hồn mà cứ hỏi cho tôi. Hỏi có người nào ở đây không? Mình là giọng mà mình mà nhiều người mình cũng biết rồi. Với tôi cũng nghe nhưng mà tôi cũng đâu có dám lên tiếng pháp sư. Lên tiếng sợ người ta sợ. Hết hồn. Dưới đây nó treo leo lắm. Tôi xuống dưới đó được. Rồi tôi rủ xác ở dưới luôn. Thì chi chỗ nói hẹp đi. Chú lên xuống khó khăn quá. Nhưng mà bây giờ con giúp chú nè ha, chịu không? Dạ. Chứ ở đây rất đói rồi. Rồi bây giờ để chú xíu nữa chú kể con thêm cái cuộc đời của chú. Chịu nhưng mà dạ. Tôi nghĩ gì nè ông pháp sư.
Tôi tu chắc không có đúng cái pháp môn rồi. Trời ơi, chút xíu nữa con chỉ cho chú đúng rồi cái rồi xong rồi về chùa nữa, rồi giúp chú về cái ngôi chùa đó. Các vị Bồ Tát cũng như các chú tiểu người ta chỉ mình á. Một chút ông nói ông giúp đỡ tôi hả, ông pháp sư? Ừ. Thì ông giúp đỡ tôi sao đây? Giờ đầu tiên á là ở đây chết lâu năm. Có hay cúng kiến gì không? Có đói khát không? Còn có mang cơm theo, cơm chay nè, người tu là ăn chay đúng không? Đúng. Cơm chay nè, rồi có bánh nè, rồi có trà nè, có hương nhang nè, sữa ấm nè. Đó, rồi xong rồi vô chú ăn xong rồi con làm một cái thịt ẩn cho chú về một cái ngôi chùa vong linh đó. Cái chùa đó là con thành lập. Cả ngàn cái vong linh về đó tu lành tu hiền rồi. Có một số vong linh người ta chuyển kiếp thành người rồi. Mấy cái đó thì đối với tôi á, có thì tôi dùng, còn không có thì cũng không sao ông pháp sư. Nhưng mà tôi quan trọng á là ông pháp sư ông chỉ với tôi cái pháp môn gì khác tu đó hả? Ông là ông pháp sư mà. Chứ tôi theo cái pháp môn mà khổ hạnh này thì không có kết quả pháp sư ơi. Bây giờ biết mình mới đi sai đường đúng không? Giờ tôi đi không có đúng rồi, phải tôi học trước nghiên cứu kỹ nữa thì mình có thể, chắc có thể là tôi không có vô chỗ này để mà tôi ẩn tôi tu đâu. Bây giờ thì kiểu cái ý của chú là cần con truyền cho chú một cái pháp môn cơ bản gì trước, cái môn cơ bản gì đó cho chú để chú hiểu được, là để chú mới nắm được cái cơ bản đó mà chú tu. Đúng rồi. Bây giờ ông pháp sư chỉ với tôi cái pháp môn nào mà khác cái pháp môn khổ hạnh này đi. Rồi. Chứ khổ hạnh này không có kết quả. Rồi. Bây giờ con sẽ làm một cái thực ẩn ha. Để thầy cho thầy đứng theo con. Dạ. Thì con làm một cái thực ẩn. Con truyền cho chú một cái thông điệp và cái cơ bản tu ha. Nếu mà chú nhận được rồi, chú ngộ đó, nó có một kết quả ha. Thì xong là tiếp tục là cháu giúp chú nữa nha. Rồi, tôi đồng ý. Chắc tay chú Mô Ni Phật nha. Rồi, chú nương theo cái bài pháp mà con mới truyền cho chú, là chú thử có cảm giác là có phải là nó có gì đó khác những gì mà tú mày chu mấy chục năm nay không? Rồi, tôi đã nhận được cái chân lý của ông pháp sư truyền cho tôi rồi. Yeah. Nó rất là hay, mà nó màu nhiệm hơn cái pháp môn mà tôi tu khổ hạnh ép sát này. Ừ. Không có kết quả. Cái chân lý của ông pháp sư mới đúng nè. Thì đó, cái pháp môn tu như vậy á, đúng là mình có thực mình mới dứt được đạo, đúng không? Thì bây giờ chúng tu theo cái pháp đó để cho có kết quả thì chú hãy dùng những cái đồ cúng của các Phật tử cũng như các bá tánh, hoặc là có ai đó bố thí cho mình, đã gửi dân đến cho mình, thì mình cứ dùng cái đó. Nhưng mình dùng vừa phải đủ no, đúng không? Đủ vừa để mình tu thôi, không dùng quá lớn. Thì đó đạo là gọi là đạo Phật, là đạo trung đạo. Chúng ta đừng ăn no nhiều quá. Cũng như là như con nè, đi giúp đỡ vong linh thì con cũng ăn hơi nhiều. Nhưng mà cái đặc trưng của con là khi mà con ăn thì con hay leo núi, hay vận động này kia, mình nó không có bị cái thực phẩm nó gây ra béo, hoặc là nó gây ra cho mình mệt. Tu nó cũng dễ, lúc nào mình cũng nhẹ người. Nhưng mà những người tu chú là nên ăn vừa đủ, không cần phải no. Mà mình cứ như là ăn vừa đủ tu thôi đó. Đó. Ví dụ trong ngày đó chú ăn 24 giờ chú ăn chén cơm, đó, miếng bát hay là bánh gì đó, chung vừa đủ cái số lượng đó để mình tu. Rồi, bây giờ thì chú nhận pháp môn đó rồi, nhưng mà chú phải ăn nó được. Chú ăn vô mới có sức tu nha. Rồi, pháp sư nói chí lý quá, nói đúng là cái chân lý. Tôi học theo cái pháp môn khổ hạnh này mà tôi quên. Tôi quên ở đây là hang sâu.
Hồi xưa Đức Phật thì ông nhờ uống một bát sữa của nàng Trăng Cù, mà tôi quên là cái nơi này đâu có ai tới đâu. Ông nhờ ông ăn được mấy hạt mè nữa, ông mới có sức, ông mới tu tiếp. Đúng rồi, chứ tu khổ hạnh mà ô kẹo đó là chú ép sát chứ chết luôn rồi. Rồi, công nhận cái chân lý trong cái lời truyền của ông Pháp Sư hay quá. Yeah. Tới giờ tôi mới ngộ ra được. Hỏi, bây giờ con giúp chú được ấm no đi ha, có sức là mình tiếp tục mình tu. Rồi sau đó thì cho con giúp cho chú nè, con nói với chú luôn, nó thẳng nhanh gọn lẹ luôn, con không có kéo thời gian chú lắm. Sao ông Pháp Sư? Bây giờ chú, con đã truyền cho chú những cái gì mà tu cái cơ bản rồi. Thì muốn tu thêm thì cháu sẽ gửi chú về cái vong linh về ngôi chùa đó. Thì cái ngôi chùa đó thực phẩm thức ăn có đủ cho mình, mọi người đều cúng cho mình để mình ăn để mình tu, đúng không? Chú khỏi cần phải đi tìm, chỉ ngồi để tu thôi. Đó, thì hàng ngày đều có như vậy. Thì nhưng mà chú phải dùng, chú mới tu được. Thì con cho gửi chú phần đó trước để chú được ấm no, chú về rồi chú tu ha. Như vậy ha, giờ đầu tiên là gửi chú được ấm no, sau đó thì con mời chú ra, rồi xong rồi con giúp chú về thẳng cái ngôi chùa đó để mà chú tu mau chuyển kiếp thành người. Thành người là chú sẽ chọn con đường tiếp tục phải tu, biết đâu chú chứng đạo thì sao. Phải phải trước đây mà 1937 mà tôi gặp ông Pháp Sư này. Đúng đó, con còn cổng lông trong cái chân lông nha mẹ. Là tôi đã nhận được cái chân lý rồi. Tôi đâu có phải tìm cái cách mà tu khổ hạnh như gì. Mà tôi quên cái khúc chót. Cái khúc chót là phải có cái người mà cứu trợ cho mình. Ông Phật thì cũng có cái nàng Trăng Cù cho uống bát sữa với ăn mấy hạt mè. Còn tôi ở đây cũng mong mà ăn đá chứ ăn. Thôi bây giờ lão nói khổ hạnh mà đâu có ăn cái gì. Tôi khổ hạnh thì người ta bất chấp là có ngộ ra đâu mà ăn đá gì không? Không có ngộ đó, không có ngộ được cái gì hết trơn á, rồi mới mất, mới bỏ xác ở đây nè. Vậy con cũng như chú được ấm no xong giúp chú về chùa luôn nha. Bây giờ tôi đi hết nổi rồi. Vì chú đứng yên ở đây. Bây giờ ông Pháp Sư, ông Pháp Sư có làm phép làm gì cho tôi đi chứ giờ tôi ngồi còn không nổi nữa. Bây giờ con cho chú một cái ít thần thông cũng như một cái thực mà chú biến á cho dòng chú á. Rồi. Chú thể triển khai phép ra, thí dụ chú đang ngồi đây, con cúng trên kia thì chú triển khai phép ra đó ngồi dùng, đúng không? Được. Con dùng là chú ngồi đó luôn đi, con ra là con giúp chú về chùa vậy ha. Được. Nhận đây. Chứ giờ tôi yếu lắm rồi ông Pháp Sư ơi. Đổi quá mà. Rồi. Bây giờ mình đi hay cầu mình đi lên thôi. Dạ. À, con chắc phải cúng chú. Chú à, chiều nào con xong rồi con gọi chú rồi chú ra nha. Chú cọp. Ừ, chú hổ vậy đó. Vậy đi. Chú cọp đúng rồi ạ. Ừ. Có khăn quá nha. Thì ông bà cô bác ơi, làm sẽ cúng ở đây té cái thải sừng rồi, giờ ông sẽ đặt cái vị trí này để cúng cho chú.
lấy. Lát nữa mình ra ngoài mình lấy dầu mình xức. Nhức quá là sưng. Đau quá, nói chuyện nổi luôn mà. Nó bầm trong đây nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Anh Vị Bồ Tát, Nam mô Đại Sĩ Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát, Nam mô các chư vị chư thần thần đã nối nguồn nơi này, đặc biệt là cái dòng chú tu sĩ tu 80 năm nay, 80 tuổi và tu đã cũng mấy năm thì không chứng đạo được. Chú ơi, chú dùng bánh trái đây còn giúp chú về chùa để tu chuyển kiếp thành người như ông bà nha chú. Nam mô Di Phật. Sẽ lùi ra một chút xíu, mình sẽ giúp chú nha. Tôi xin chào. Cảm ơn cái ông Pháp Sư với cái cô đệ tử của ông Pháp Sư đã tới đây. Để giúp đỡ cho tôi. Tôi xin dùng nước trước. A Di Đà Phật. Tôi xin cảm ơn ông Pháp Sư. Tôi rất là đói. Lâu lắm rồi không có dùng được cơm.
Đây cũng không ai biết tôi đâu. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Chui hang bị té. Tôi dùng xong rồi. Tôi yếu quá, không tôi chỉ dùng được bao nhiêu thôi. Cảm ơn ông pháp sư tới đây giúp cho tôi. Tôi chủ yếu là cái pháp môn, cái chân lý mà ông pháp sư cũng truyền cho tôi. Tôi học theo, tôi tu hành với cái mong ước là tôi thoát khỏi cái nơi này, ở cái nơi này 80 năm nay rồi, không có ai biết hết. Nhờ cái ông pháp sư này, ông tới này đây là ông kêu tôi mới nghe được. Chắc cái tôi với ông pháp sư này có cái duyên nè, nên ổng mới không có cái bề trên hay sao xui khiến ông tới đây để gặp tôi. Không có cái ông pháp sư ông tới đây là tôi không biết làm sao luôn. Ôi. Tôi đã dùng, tôi đã hưởng cơm bánh trái cây của ông pháp sư, tôi hưởng no rồi. Rồi tôi xin kiếu cảm ơn ông pháp sư với cái cô đệ tử ông pháp sư rất nhiều. Tôi xin chào. Xin chào giống nha. Ồ, tôi xin chào ông pháp sư. Xin chú kia ngồi được không? Giúp ông về chùa luôn ha. Nhâm ha. Nhâm con có chỗ ngồi không? Dạ có. Con ngồi đây đi. Con ngồi chỗ đi. Đây. Con phải xin lại cái con biết kia, con giúp chú về chùa nha. Cố gắng nha, tu lành tu hiền nha. Như vậy nha, đi ha. Hay chú ha, phụ chú thầy Nghi Tâm. Dạ, Nghi Tâm chúc cho chú đi tu tập tốt ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn ông pháp sư. Rồi ông bà cô bác ơi, hai thầy trò của Nghi Tâm
Thì Tâm cũng giúp được con chú về chùa tu lành tu luyện này hả con ha? Dạ. Như vậy thì chú về đó tự động chú sẽ biết tu rồi. Nãy thầy có cho chú được mới thực ấn là tu đó. Dạ. Thì sẵn ở đây thì Lâm cũng nói với bảo bác thì như Tâm không rài đi tu. Thì bắt đầu từ tới thì có thời gian rảnh thì Nghe Tâm lại tiếp tục đi với Lâm. Còn không rảnh thì Nghe Tâm lại tiếp tục lên núi tu nha bà bác ha. Như vậy video của hai thầy trò kết thúc tại đây. Hẹn bà bác những video sau nha. Chào tạm biệt bà bác. Nghe Tâm xin chào ạ.